tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Ba, ba dậy rồi hả? Con mang rượu cho ba nè. Sao mà ngủ được? Chuyện con với thằng Phát khiến ba trằn trọc suốt cả đêm. Chưa bao giờ ba bị vậy. Ba, cái chuyện đó có gì đâu mà ba phải trằn trọc như vậy chứ. Chuyện con nhận con nuôi thì cũng giống như tất cả mọi người khác thôi, có gì là lạ đâu nè. Chỉ khác một điều á, là con không nhận một đứa trẻ mà con nhận một người trưởng thành thì có sao đâu. Con đang cố tình che đậy điều gì chứ? Con nói thiệt ba biết đi, đây có phải là kế hoạch của thằng khốn đó không? Nó muốn ở không chơi mà xài tiền như một đại gia vậy thì việc nó bám vô con là dứt rồi. Khổ quá, tại sao con không chịu mở mắt ra để con nhìn thấy điều đó chứ? Ba, con xin ba đó. Một khi ba đã tôn trọng con rồi thì con khuyên ba, ba cũng nên tôn trọng Phát đi. Bởi vì trước sau á, cậu ta cũng là thành viên trong gia đình này rồi. Cậu ấy không phải là con rể nữa. Đã sống chung trong một nhà với nhau rồi mà thiếu sự tôn trọng thì khó sống lắm bà. Mẹ nói cứ như mọi chuyện đã xong rồi, không cần phải bàn cãi gì hết. Con bắt mọi người phải đồng ý với con như là một chuyện hiển nhiên vậy. Bà, con đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục để nhận con nuôi rồi. Cuối tuần này con sẽ tổ chức một buổi tiệc để công bố cho tất cả mọi người được biết về chuyện này. Con công khai, con không giấu giếm gì hết. Vậy được chưa ba? Tôi không có ý kiến. Anh Phát, tôi cần nói chuyện với anh. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Anh có bao giờ dừng lại một phút để suy nghĩ về âm mưu lợi dụng mẹ của tôi chưa? Không ai cho không ai cái gì cả, và cũng không ai lấy đi không của ai cái gì. Tôi cần mẹ và mẹ cũng cần tôi. Đừng có nói rằng tôi lợi dụng mẹ, cũng như đừng nói rằng mẹ lợi dụng tôi. Ai cũng cần ở người kia cái mà họ thiếu. Như vậy là huề. Và nhân đây tôi cũng nói cho cô biết luôn, những điều tôi làm dù có tàn bạo đến đâu thì cũng không bằng một cái móng chân so với những việc làm của anh em mà thằng Hải đã làm đâu. Nhìn hãy dũng cảm nói cho chị em tôi biết đi, lý do của những việc anh đang làm là gì vậy? Tất cả những điều tôi muốn là làm lại cuộc đời của tôi. Tôi có quyền làm điều đó mà, phải không? Và tôi càng xứng đáng hơn nữa từ khi cô bỏ tôi đi để đến với thằng Hải khốn kiếp đó. Và cô cũng đừng có nhất thiết nghĩ rằng có điều gì đó xấu trong chuyện này. Và tôi sẽ bắt đầu ở chính cái nơi mà cô đã dấn chìm tôi vào đau khổ. Cô đã thất bại với tôi, nhưng còn mẹ cô sẽ biến tôi thành một kẻ hạnh phúc. Anh thật là kinh khủng, còn khủng khiếp hơn những gì mà tôi đã nghĩ về anh. Một kẻ thất bại, đen tối, độc ác, đầy hận thù. Cái gì vậy? Ai tranh đụng như chị với con hả? Chị tới đây. Chị có sao không? Cô phải nói cho tôi biết cái tin đồn này là cô muốn nhận cậu Phát làm con trai để thừa kế gia tài. Nhưng mà đó chỉ là bức bình phong để che mắt thế gian, có đúng không? Thiên hạ ác mồm độc miệng, cho nên tôi phải kiểm tra lại, cô phải nói cho tôi rõ. Chị à, việc em nhận Phát làm con nuôi là đúng đó chứ chị. Mấy đứa con gái của em nó bỏ em đi hết rồi còn gì. Nhưng mà còn tin đồn á là cô muốn trói nó ở bên cô không muốn mất nó, có đúng không?
Nói gì thì nói. Cô cũng nên nhớ nó từng là con rể của cô. Đừng có lộn xộn. Em không có thời gian để mà đi thanh minh thanh nga mấy cái chuyện này chị à. Giữa em và Phát có một mối quan hệ thật là khó tả. Em không thể nào giải thích được. Hiện tại bây giờ em coi Phát giống như con ruột của em vậy đó. Mà chị đừng có trách em. Chị cứ nhìn mấy đứa con gái của em thì chị sẽ hiểu cho em thôi mà. Cô nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng mà thiên hạ đó, người ta không có mù đâu. Cô làm gì thì làm cũng phải giữ thanh danh của gia đình. Thanh danh hả chị? Có còn đâu mà giữ. Ba đứa con gái của em nó đã đạp đổ xuống đất rồi còn gì. Nhưng mà bây giờ thì em không quan tâm đến điều đó nữa. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Con cái á, nó muốn làm gì thì làm, kệ nó. Còn cô á, cô làm mẹ thì cô phải cố gắng để mà giữ gìn cái gia đình chứ. Thiệt là trời ơi, tôi không còn nhận ra cô ngày xưa nữa rồi. Cô hoàn toàn là một người khác. Không, em không khác đâu. Em vẫn là một người đàn bà, lúc nào cũng đau khổ vì chồng vì con đó thôi. Bây giờ bên em không còn gì nữa hết. Không còn ai để mà em bấu víu cả. Bây giờ em chỉ còn có một người biết chia sẻ và lo lắng cho em. Đó là Phát. À, sẵn đây em cũng muốn báo cho chị biết một tin là em sẽ tổ chức một bữa tiệc. Rồi em sẽ công bố cho tất cả bạn bè, tất cả mọi người được biết về chuyện này. Trời ơi, cô khùng rồi, cô mất hết lý trí rồi. Em sẽ mời chị, còn chuyện chị có đi hay không, đó là tùy chị. Nhưng em hy vọng rằng chị sẽ không làm cho em thất vọng. Cuối tuần này, bà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để công bố quyết định của mình. Để cho bản dân thiên hạ không nhìn tôi với ánh mắt thương hại nữa. Cậu và Hải Yến cũng sẽ được mời đến đấy. Bọn tôi không thuộc đẳng cấp của bà ta. Tôi chỉ sợ đến đó bà ta sẽ không tiếp. Cậu đừng ngại. Bây giờ bà ta như một con rối vậy. Tôi giật dây là bà ta sẽ làm mọi thứ vui vẻ thôi. Cậu là bất ngờ lớn nhất của tôi đấy. Em nghe chuyện của anh rồi. Hay là hôm đấy em sẽ đến hát mừng hai người nhé. Chuyện nhỏ thôi, không thành vấn đề. Tại sao bà lại hành động vội vàng như vậy? Cuối cùng là hai người đó đang có cái suy nghĩ gì? Tụi em còn ngạc nhiên hơn cả anh khi biết chuyện nữa. Mà giờ em thấy mẹ em sao á, như là bị mất trí vậy. Hành động cái gì mà không ai có thể hiểu được. Giống bị bỏ bùa vậy đó. Vậy thì bây giờ mình không có chờ đợi nữa. Lúc trước mình sợ bà buồn cho nên mình mới đợi. Còn bây giờ tại sao phải làm như vậy đúng không? Ý anh đợi cái gì? Tức là anh không có muốn cho Thảo ở trong căn nhà đó thêm bất cứ ngày nào nữa. Thảo, em nghĩ có đúng không? Lúc trước có thằng Phát nó là chồng cũ của em. Bây giờ nó là anh trai của em. Rồi nó còn là cái gì đó khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà anh Hải à, chúng ta nên thận trọng. Đừng để bị cuốn theo những hành động ngu xuẩn của mẹ em. Đúng rồi, chị Thảo nói đúng á. Chuyện này mình không gấp được đâu. Mấy anh vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị mọi việc thật là cẩn trọng mà. Ý em muốn nói là tụi mình còn thời gian tới thứ bảy hả? Đúng rồi. Tại vì em nghe nói là sau bữa tiệc, mẹ với ông Phát sẽ lên Sài Gòn, rồi bàn kế hoạch xây hay là làm cái gì về khách sạn á. Ít nhất là cả tháng trời lận. Tốt. Nếu như vậy thì quá tốt. Nhưng mà anh vẫn phải lo. Tại vì không thể nào để thằng Phát ở trong căn nhà đó thêm bất cứ một ngày nào nữa. Bây giờ nó không còn hành động và suy nghĩ như một người bình thường được. Anh yên tâm đi, không sao đâu. Quanh em còn rất nhiều người mà. Ủa, thằng Hà nãy nó xuống chung với mình giờ ở đâu rồi? Chắc là anh không thấy chị Quyên cho nên anh đi tìm rồi đó. Quyên, tại sao lại tới đây? Tại sao anh liều lĩnh vậy? Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh muốn biết là đang có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra hết. Không có chuyện gì hả? Anh có cảm giác là dạo này em trốn mặt anh. Kể từ khi mà mẹ em biết được chuyện hai đứa mình. Làm gì có chuyện đó. Mọi việc vẫn ổn mà. Nếu mà ổn thì tại sao em không ra ngoài làm việc bình thường mà suốt ngày trốn trong nhà vậy? Bởi vì ở nhà có nhiều việc cần em phải giải quyết trước. Nhìn mặt mày của em kìa, hốc hác lắm đó. Hay là em đang phải cố gắng chịu đựng một điều gì? Em không chịu đựng điều gì hết á. Hà nè,
Anh đi đi, anh đừng ở lại đây. Kẻo mẹ bắt gặp đó, em không muốn anh gặp thêm rắc rối với mẹ em đâu. Em hứa là em sẽ gặp anh sớm, anh đi đi. Anh sẽ không đi đâu hết, cho tới khi em chịu nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nè, có phải là mẹ em đánh em hay không? Không phải. Bà ta gây tổn thương cho em đúng không? Không có. Em nói thiệt đi. Không phải, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Anh chỉ hy vọng là suy đoán của anh sai thôi. Thật sự không thể nào chịu đựng được nếu biết có ai đó trong căn nhà này cố tình gây tổn hại cho em. Cậu làm cái gì ở đây vậy? Nè, sau tất cả những gì cậu gây ra trong cái nhà này chưa đủ hay sao? Bây giờ còn lén lút đến đây giống như một tên ăn trộm vậy. Bác có quyền xúc phạm con. Cho dù bác là mẹ của Đỗ Quyên thì bác cũng không có quyền đánh đập hay là hành hạ cổ. Nếu mà con biết chuyện đó còn xảy ra một lần nào nữa, con sẽ không để cho bác yên đâu. Nè, cậu đến đây để hăm dọa tôi đó hả? Đi ra khỏi đây, nếu không đừng có trách tôi. Con không hăm dọa đâu, và con sẽ còn đến đây nhiều lần nữa. Nếu như con biết được bác làm bất kỳ điều gì khiến cho Quyên buồn, con sẽ không sợ bác và không sợ kẻ đốn mặt kia đâu. Tôi cho cậu biết, cái kẻ đốn mặt đó sắp làm chủ ở đây rồi, và người đó sẽ không để cho cậu tự do đến đây để nói chuyện mất dạy như vậy đâu. Thôi đủ lắm rồi, con xin hai người đó, hai người đừng có gây nhau nữa được không? Anh à, anh đi về đi, em xin đó, em hứa là em sẽ gặp anh sớm, được không hả? Được rồi, anh sẽ về. Nhưng mà em hãy nhớ lời hứa của em đó. Còn bác, con nhắc nhở bác lần cuối, nếu bác làm bất kỳ điều gì, dù chỉ là động tới sợi tóc của Đỗ Quyên thôi, con cũng sẽ làm lớn chuyện đó. Tôi chẳng việc gì á phải nói chuyện với cậu. Sẽ có người nói chuyện với cậu sau. Yên tâm đi, chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi. Đi về. Anh đi về đi. Tôi nghe chuyện đó mà hết hồn. Không hiểu được là bà già đó với ông Phát nghĩ chuyện gì trong đầu nữa. Bên trong thì ai cũng biết giữa hai người họ có vấn đề, nhưng mà bề ngoài họ là mẹ con được pháp luật thừa nhận, cho nên làm được gì. Đúng là trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. À, chắc là bà già đó bảo bùa ông Phát. Bởi vì ông Phát từ trước tới giờ nghe lời bà già đó một cách vô điều kiện. Bà già chỉ cần đưa ngón tay úp lên ngoắc một cái là ông cho tó chạy tới y nhầm con cho con. Nè nha, cái đó bây giờ là mốt đó nha. Các bà già bây giờ rất thích săn trai trẻ. Các bà có đầy đủ những cái bẫy để mà các chú gà trống có thể sập bẫy dễ dàng. Đúng, cũng hợp lý. Nhưng mà mình còn nghe một câu chuyện khác nữa, là chính anh Phát mới là người bỏ bùa bà già đó và giăng ra một cái bẫy như là một âm mưu, chờ tới khi bà già đó lọt vào bẫy. Cậu thấy kinh khủng chưa? Nhìn ở bên ngoài hiền pong như một con cừu vậy đó. Chắc là anh ta biết cách diễn rất sâu để che giấu con người thật của mình, để đạt được mục đích. Nếu đúng như vậy á, thì xin lỗi bạn, mình không gọi bằng anh, mà mình gọi là kẻ vô lại. Cái gì mà mặc á hả, như một con cừu, còn trong khi đó bên trong như một con sói. Gớm. Mà làm sao hay quá vậy ta? Từ một người con rể lại trở thành một ông chủ ngôi nhà của mẹ vợ mình mới ghê chứ. Thường thường con dâu và con rể á thì hay nói xấu bố mẹ chồng, nhưng mà ông này là con rể mà không bao giờ nói xấu mẹ vợ một câu. Chắc chắn là bên trong có một âm mưu cực kỳ kinh khủng, đúng không? Nhưng mà tôi cứ thắc mắc là không biết ba chị em kia họ nghĩ sao ta, đặc biệt là cái cô chị hai á. Nếu như mà biết hết chuyện thì chắc là cũng sẽ chả thể nào mà sống trong ngôi nhà đó được, đúng không? Làm sao mà sống được, suốt ngày nhìn mặt nhau như vậy, sao chịu nổi? Nhưng mà tôi lo là tôi lo cho ông Tiến thôi, bởi vì thực sự tôi rất là yêu thương ông Tiến. Mà ông Tiến ông cực kỳ ghét ông Phát, ghét từ ngày xưa tới giờ rồi. Tôi chỉ sợ ông Phát ông kiếm chuyện ông trả thù á. Hy vọng mẹ sẽ sớm nhận ra cho tới phút cuối cùng. Bây giờ mà có động đất á cũng không làm tụi nó thay đổi được đâu. Đó là điều tồi tệ nhất xảy ra cho nhà mình đây nè. Thưa ngoại, kiếm em hả? Ừ. Biết mẹ đâu không? Hình như là ra ngoài rồi. Đi với ai? Đi với thằng khốn kiếp rồi nữa hả? Chứ ai nữa ngoại. Biết mẹ con bị lợi dụng vậy mà không làm được cái gì.
Mẹ đang làm gì đấy? À, mẹ đang lên danh sách khách mời vào buổi tiệc của chúng ta đây nè. Con coi coi, coi được không? Đây là toàn bộ danh sách những khách mà mẹ sẽ mời sao? Đúng rồi. Thì cứ dự định là như vậy. Toàn là bạn bè thân thiết với lại hàng xóm không ạ? Bộ con không hài lòng sao? À không, con thấy ổn rồi. Con cũng có danh sách riêng của con nữa. Chúng ta sẽ rà soát lại. Mẹ à, tụi con muốn nói chuyện với mẹ một chút có được không? Mẹ xin lỗi, mẹ không thể nói chuyện lúc này được. Con thấy là mẹ với anh Phát đang bàn công chuyện sao? Tụi con không lấy nhiều thời gian của mẹ đâu. Mẹ nên hiểu đây là chuyện quan trọng. Cả ngoài và tụi con đều muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Nhưng mà chỉ riêng với một mình mẹ thôi. Mẹ đã nói rồi, mẹ không có thời gian để nói chuyện với các con. Còn nếu như bây giờ các con muốn thì các con có thể nói chuyện đó trước mặt Phát. Bởi vì dù sao Phát cũng là anh của các con mà. Với lại sau này Phát sẽ thay thế mẹ để điều hành việc công ty cũng như việc của gia đình này. Đó cũng chính là vấn đề mà tụi con e ngại. Nhưng mà tụi con vẫn chỉ muốn nói chuyện riêng với mẹ thôi, như những ngày trước. Tại sao nói hoài không hiểu vậy? Mẹ đã nói rồi, mẹ không thích và mẹ sẽ không chiều theo những cái suy nghĩ tiêu cực của các con đối với Phát. Mẹ không chấp nhận cái sự phản kháng của con đối với Phát, hiểu chưa? Con định đào hố chôn cả nhà rồi đó. Con thừa hiểu rằng là trong nhà này không ai ưa cái kẻ mà con đang đổ trên đầu. Bà, con nghĩ bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình này đều phải tập cách sống theo cái lựa chọn này đi. Bởi vì trước sau gì con cũng giao cái quyền cai quản cái công ty cũng như cái resort này cho Phát thôi à. Mẹ, con thấy là hình như mẹ đang phạm phải một sai lầm đó. Con cần phải nhắc nhở mẹ, không chỉ có ngoại mà tất cả chúng con đều có quyền lợi ở công ty và cả cái resort này nữa. Cả con nữa. Con sẽ không có một cái gì hết ngoài những thứ mẹ sẽ cho con. Còn nếu như con không đồng ý, con có thể ra khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào con muốn để đi theo tình yêu của con. Chúng ta là người tự do, chúng ta sẽ không làm phiền nhau nữa, hiểu chưa? Tụi con sẽ không đi đâu hết, sẽ không đi tìm hạnh phúc riêng của mình, cho đến khi nào biết là mẹ hành động thật sự đúng và mẹ được an toàn. Vậy sao? Mẹ chấp nhận tất cả mà. Mẹ chấp nhận lãnh hậu quả và mẹ đã gieo nhân. Vậy thôi, đừng lo cho mẹ. Không đâu con gái à. Dù con có hỗn sự, có vô ơn, có như thế nào đi chăng nữa, ba và mấy đứa cháu vẫn lo lắng cho con. Dẫu biết điều đó là vô ích. Mẹ, tụi con yêu mẹ. Tụi con sẽ không rời khỏi ngôi nhà này cho đến khi nào tin chắc rằng anh Phát không hại mẹ, không lợi dụng mẹ, và nó có thể mang đến cho mẹ một cuộc sống an ổn. Thôi, tôi xin các người để cho tôi được yên. Tôi đang cần làm việc cái mà. Đi hết đi. Tại sao mày lại như vậy chứ? Chúng ta đang bàn việc của gia đình. Cái việc này chưa kết thúc thì tại sao mày lại đuổi chúng con đi? Nếu như muốn bàn bạc thì vào bữa ăn tối nay chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ thì thôi. Ba không muốn ngồi ăn tối với kẻ ba không muốn. Tùy ba. Chúng ta đi đi. Đi mấy con. Họ chưa bao giờ xem con là một thành viên thật sự trong gia đình này cả. Họ lên mặt với con và khinh thường con là một kẻ ăn bám. Nếu không vì mẹ thì con đã bỏ đi từ lâu rồi. Thôi con à, đừng để ý đến họ. Bây giờ vấn đề quan trọng là con với mẹ biết yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua thử thách này. Chúng ta không để cho thằng đó nó có được mọi thứ và làm bất cứ cái điều gì nó muốn. Điều quan trọng nhất là không để cho nó nắm giữ được cái tài sản của gia đình mình. Ôi đúng là đồ chết tiệt quá mà. Thôn ơi, cái chuyện tài sản, tiền bạc á, ông đừng có bận tâm. Với tài sản mà con có được, con có thể lo tốt cho tất cả mọi người mà. Đúng rồi, lo luôn cho ông á. Với lại ba chị em cần gì cái tài sản ở bên đó. Bà Lan với ông Phát muốn giữ cứ để cho họ giữ. Mình sống vui được rồi. Còn tao thì chỉ cần quan tâm đến vợ và con có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc, không cần quan tâm đến mấy cái chuyện kia. Thì tụi em cũng muốn vậy, nhưng mà làm sao bỏ mẹ ở với cái đám bất nhân đó được. Tụi em đang tính là coi thời gian một chút.
Hy vọng là ba anh em mấy anh sẽ giúp được ba chị em tụi em. Ơi, cần gì mà nói khách sáo vậy? Tất nhiên rồi. Nhưng mà thời gian gì cũng phải xác định cái ngày cho người ta biết chứ, sốt ruột ngồi chờ hoài mà không biết đâu lần á, bực bội. Đúng rồi đó. Phải giải quyết thật là sớm đi để còn lên kế hoạch lo cho từng người nữa. Mà nè, em thấy ba chị em bây giờ tốt nhất là nên rời khỏi cái nhà đó đi, càng sớm càng tốt, tránh xa thằng Phát ra, nguy hiểm lắm. Mà ông ơi, ông cũng nên chuyển đi á. Ôi, ông có mong như vậy đó, nhưng biết đi đâu bây giờ. Chỉ có hai chỗ để đi thôi. Một á là vô trại dưỡng lão, hai là vô chùa tu. Mà tánh ông còn quậy quá, vô mấy chỗ đó chẳng thà tao chết còn hơn. Đúng rồi, không có ai dám nhận ông đâu. Ông phải nghĩ là ông quay về đây ở nè, ở chung với cháu của ông nè, với ba anh em tụi con nè. Chắc chắn ông vui mà tụi con cũng vui nữa. Trời, đúng rồi. Tính ông nói chuyện vui vẻ vậy, tụi con mà làm thiệt ông vô, ông nói cái khách người ta cười quá trời, người ta đúng vậy. Ông lý lẽ. Thao trong nhậu luôn. Thằng nó làm như chuyện thần tiên vậy đó. Vậy con sẽ dành phần chăm sóc cho ông ngoại. Ê, mấy đứa, ngó kỹ nghiêng khê rồi kìa. Từ ngày mà nó rời khỏi nhà bà Út rồi á, thấy có nó có vẻ trẻ khỏe và nó vui vẻ ra nghe. ông chưa biết hả? Yên Khê đang yêu đó. Đang yêu hả? Ôi, ai mà nắm giữ được cô bé thiên thần này thì người đó phải có tính cách giống như ngoại mới được nghe. Con cũng hy vọng sẽ được như ông ngoại á. Chưa bao giờ gia đình mình ăn cơm lại thiếu mọi người như vậy. Mẹ nhớ họ thì đúng không? Thế sau này họ đi lấy chồng hết thì sao? Mẹ chưa chuẩn bị cái cảm giác là thiếu các con ở bên cạnh. Với lại mẹ cũng không tưởng tượng ra được là mẹ sẽ sống như thế nào nếu như không được nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của chúng nó. Vậy con trai không đủ để an ủi mẹ hay sao? Thế mẹ nhận con về đây làm gì? Sao mẹ không giữ mấy người con gái đó lại? Kìa con, con phải hiểu cho mẹ chứ. Rất khó mà có thể từ bỏ đi một thói quen, một thói quen đã mấy chục năm nay rồi và hình thành nên cuộc sống của mình. Với lại về tương lai thì chỉ là một cái gì đó chưa biết được. Sống không có niềm tin thì khó lắm mẹ. Thói quen thì cũng chỉ là một cái lặp đi lặp lại nhiều lần thôi. Bây giờ chúng ta đang tạo dựng một thói quen mới, chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn thôi mẹ. Ăn cơm đi mẹ. Trời ơi, ngoại, sao ngoại không dậy thay đồ đi rồi đi nè? Ngoại khoái nằm nướng vậy hơn. Sao vậy ngoại? Tụi con đã nói là bốn ông cháu mình về nhà nghỉ dưỡng, mình không thể nào ở đây chứng kiến buổi tiệc ầm ĩ của mẹ con được. Không đi đâu hết, nhất là về cái ngôi nhà nghỉ dưỡng vắng vẻ đó nữa. Ngoại muốn ở đây để chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra. Con giận ngoại luôn á. Hôm qua đã thống nhất với nhau rõ ràng rồi, tự nhiên bây giờ lại đổi ý à? Có gì sai, cứ ngoại muốn chứng kiến chuyện xảy ra chứ. Mẹ cái con là con gái của ngoại, dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngoại cũng muốn ở bên cạnh mẹ con thôi. Thôi vậy cũng được, nếu ngoại muốn thì tụi con để ngoại lại. Nhưng mà con sẽ dặn chị Lê chăm sóc cho ngoại. Con không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với ngoại đâu. Nhưng mà ngoại phải hứa nha, ngoại không có được đi lộn đó. Nếu như mà có gì bất ổn, ngoại phải alo cho tụi con liền. Ngoại hứa đi, chừng nào tiệc tàn tụi con mới về nha. Yên tâm đi, ngoại ổn mà, lo cho thân tụi bay kìa. Đi đi. Hả? Dạ. Bye ngoại. Thôi, tụi con đi nha ngoại. Con đi nha ngoại. Mẹ, tụi con sẽ về nhà nghỉ ít ngày. Vậy à? Vậy tụi con cũng sẽ đi liền bây giờ. Sao các cô không nói rằng các cô đang phản ứng lại tôi, các cô đang bị tổn thương? Mẹ có thể làm bất cứ điều gì mà mẹ muốn, nhưng tụi con không có trách nhiệm phải ở lại trong căn nhà này để chứng kiến những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Bây giờ thì các cô muốn làm gì thì các cô làm. Cái gia đình này đã không tồn tại từ lâu lắm rồi mà. Mẹ, mẹ đừng có nói những gì mà sau này phải hối hận. Mẹ cũng đừng quên tụi con luôn là con gái của mẹ mà. Thôi đi, các cô đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Bây giờ thì các cô có thể tự do sống theo ý của mình như các cô đã thể hiện. Tránh xa cuộc sống của tôi ra. Mẹ, mặc cho những gì đã xảy ra, tụi con vẫn luôn yêu thương mẹ như hồi còn nhỏ vậy. Mẹ là người đã sinh ra tụi con, không gì có thể thay đổi được điều đó đâu mẹ. Hy vọng anh Phát sẽ không làm gì hại đến mẹ. Anh ta sẽ yêu thương, trân trọng mẹ và sẽ không bỏ rơi mẹ khi mà mẹ khó khăn hay là mẹ cần anh ta. Con hy vọng là mẹ sẽ không phải thất vọng về những quyết định của mình. Con cũng hy vọng là tụi con đã nghĩ sai về mẹ, cũng như là những chuyện của mẹ đã làm. Có lẽ là thứ bảy này tụi con sẽ không đến buổi tiệc đâu, nhưng không có nghĩa là tụi con đang chống đối mẹ. Ông, con hỏi thiệt ông nè, sao ông chịu đi theo mấy cổ đi? Ở đây làm gì? Chẳng có gì vui đó. Chẳng khác nào như là bị tra tấn à. Đang ở đây quen chỗ, tự nhiên nó xúi mình đi bộ đời. Đi sao được mà đi? Ba đứa cháu tôi nó đi á là để nó bảo vệ tương lai của nó. Còn tôi phải ở đây để bảo vệ con gái của tôi, giữ vị trí cái nhà này, bé hiểu không? Con á mà ở vào địa vị của ông á là con theo mấy cổ rồi. Không có gì vui vào ngày mai hết á. Nói vậy à, bay không vui với cái tiệc mừng ra mắt của ông Phát sao vậy? Trời ơi, vui gì nổi ông ơi. Người làm tụi con nè, rất khó chịu. Khi cậu ta còn làm rể kìa. Bây giờ là làm cậu chủ rồi, không biết chuyện sẽ ra sao nữa. Nhắc tới thôi, nhắc còn thêm rùng mình. Ôi, con ghê, tôi bây giờ giao cho nó cái quyền điều hành, quản lý công ty rồi rời sọt luôn rồi. Giao hết cho cái thằng ôn vật đó. Bây giờ không có ai mà có thể thay đổi được cái điều đó hết. Chị Lê. Dạ. Sao chị ở đây? À, dạ, ở đây đang dọn dẹp phòng cho cô. Thôi khỏi đi, chị đi dọn dẹp nhà cửa đi. Tôi muốn ngày mai tất cả đều phải gọn gàng và sạch sẽ, nghe chưa? Dạ. Đi đi. Con, lựa cho mẹ cái đầm khác đi, cái này nó già quá à. Trời ơi, mấy bộ này nó hợp với mẹ lắm rồi. Không lẽ mẹ muốn mặc mấy bộ đồ nó tin hơn hả? Con mới khổ nè, không có một bộ đồ để đi dự tiệc nữa. Ông nghĩ sao cho tôi bộ đồ này đi dự tiệc hả? Thôi được rồi hai bạn trẻ. Nãy giờ lựa banh cái tiệm của tôi rồi mà còn chơi tới chơi lui nữa là làm sao? Đi ra ngoài chợ mua đồ xí đa mặc đỡ đi. Cái bộ đồ trắng nãy mày lựa ở đâu? Bộ đồ trắng đó, bộ đồ trắng đó không có vừa. Trời ơi, bộ đồ đó nhỏ xíu à. Mày có lấy cái bao bố trùm mày mới vừa. Mày có mặc đồ đẹp cũng vậy à. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi không có muốn tới tiệm của ông đâu. Chẳng qua tại vì mẹ nói tôi mới đi thôi. Chứ đồ ở đây hả? Đồ tôi toàn đồ hiệu không à. Tao biết lý do tại sao mà mày tới đây rồi. Tại vì mày nghĩ có người trả tiền cho mày chứ gì. Mày mơ đi con, mẹ còn thiếu tao mấy cái chưa trả kìa. Để mẹ trả cho nó. Ghi hết vô sổ cho mẹ. Cuối năm mẹ trả một lần luôn ha. Rồi tháng này ai đóng tiền điện? Con sao á, gây lộn với nhau hoài kỳ ghê. Kiếm cho em bộ nào nó thích đi. Anh em mình như sừng với đuôi vậy đó hả? Thì con đâu có muốn gây với ổng, tại ổng tự gây với con chứ bộ. À, hay là ông còn tức cái vụ mà dì Lan không mời ông đi dự tiệc? Tao mà thèm đi tới mấy cái bữa tiệc đó hả? Có mời tao cũng không đi. Mẹ cũng không muốn đến buổi tiệc này chút nào hết á. Thôi để mình đi đại diện đi nha. Mẹ tìm cách từ chối à nha. Đi tới đó gặp cái mặt của bà Út, hết ăn tiệc nổi. Anh Lưu, mình lựa cái bộ đồ nào cho anh Bình ạ? Lấy cái mền trùm nó lại á. Em dắt nó lên trên lầu lựa đi. Anh Bình, đi với em lên trên lầu đi. Ông đó. Đi đi anh. Lưu Ly. Nhớ quá à. Mấy chị ơi, mấy anh tới rồi nè. Con nuôi đúng là một trò hề. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Em qua đây chút nha chị. Qua đây con.
chị. Chào chị. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay trông chị trẻ đẹp quá nha. Dạ. Chị hả? Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn. Anh chị cứ tự nhiên nha. Dạ, chị cứ em qua bên này. Chị, hôm nay chị đẹp quá. Trời ơi, thôi đẹp làm sao bằng cô được. Cảm ơn cô. Chúc mừng nha. Dạ, mừng. Chị ơi, có bánh trái đó, có gì cứ tự nhiên nha. Được, cảm ơn, cảm ơn cô. Chào con. Chúc mừng cô. Cảm ơn con. Có một người con như Phát thì thật là tuyệt vời. Chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn con. Anh thử một miếng coi có vừa miệng không? Ừ. Ngon quá ha. Không ngờ cô cũng giỏi nấu ăn như vậy. Khiêm tốn mà nói thì tôi là một chuyên gia ẩm thực có hạn. Tại vì tôi thích ăn ngon nên là chăm nấu ăn lắm. Ừ, ngon thiệt. Nếu mà được tự do lựa chọn nghề nghiệp á thì tôi muốn làm đầu bếp. Nhưng mà ba mẹ tôi không có cho. Ba mẹ cô là ai trong bữa tiệc này? Ông bà Giá. Tôi là Băng. Gia đình tôi là một trong những trang trại trong vùng này. Còn tôi là Bình à. Nhưng mà tôi không ở đây, tôi ở thành phố. Nhìn anh là biết rồi. Cô với tôi có cùng chung một sở thích ẩm thực. Tôi á, tuy là không biết nấu ăn, nhưng mà tôi đã ăn tất cả các món ăn từ Á tới Âu. Ngon. Ước gì mình có thể quên được tất cả. Ước gì không có chuyện gì hết và mọi thứ dừng lại như những gì đang diễn ra trước mắt anh ha. Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa. Anh cũng luôn luôn mơ ước được như vậy thôi. Được ở gần bên em với con quá đã rồi. Con. Ở đây. Nè. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Sao em lại nói vậy? Nếu như không có bữa tiệc của mẹ thì làm sao chúng ta lại được ở bên nhau như vậy, đúng không? Ừ ha. Nhờ vậy mà anh với em mới được gặp nhau, mà không phải sợ ai, không phải trốn tránh ai hết. Em hạnh phúc lắm. Có lẽ trong ba chị em là người hạnh phúc nhất. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mà chỉ có một điều á, là anh Hai với chị Thảo, rồi anh Giang với Luli á, thì coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Chỉ còn hai đứa mình là chưa có gì với nhau hết á. Có lẽ anh nói đúng. Như anh cũng biết rồi đó, mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là trong mối quan hệ với mẹ em. Sao mình không tranh thủ lúc mẹ em đi vắng á, mình quyết định luôn đi. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện kết hôn anh muốn phát điên lên luôn á. Anh nước gì ngay ngày mai mình sẽ làm đám cưới với nhau, vì sống chung với nhau. Anh làm như á là em không muốn điều đó. Nếu em cũng muốn á, sao phải sợ, ngần ngại gì chứ. Anh phải bình tĩnh chứ. Mọi chuyện á không có nên vội vàng một chút nào hết á. Anh không thể bình tĩnh. Bây giờ anh có cảm giác là anh thiếu kiên nhẫn lắm, không thể chờ đợi thêm được nữa. Em nghĩ là chúng ta nên cẩn trọng trong từng bước đi, để khi sống bên nhau khỏi phải hối hận vì bất cứ chuyện gì. Anh có muốn như vậy không? Anh sợ em luôn. Em cầu toàn lắm luôn em biết không? Bộ điều đó là xấu lắm sao? Thì đâu có xấu gì đâu. Anh yêu em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Xấu tốt gì cũng yêu hết á. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện em sẽ tiếp tục sống chung với thằng Phát khi mà họ trở về á, là anh cảm thấy không yên tâm chút nào hết á. Có thể anh sẽ qua nhà em, anh kiếm chuyện suốt ngày luôn cho coi. Em hiểu điều đó chứ. Nhưng mà em không thể nào ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của mình được. Em phải thật chậm, chậm hơn chị Thạch Thảo và Luli, để biết chắc là mẹ em sẽ không sao khi sống cùng nhà với Phát. Anh hiểu mà, đúng không? Tất nhiên là anh hiểu rồi. Nhưng mà có chuyện này anh muốn nhắc em nè, là em đừng để những chuyện đang xảy ra làm xáo trộn, làm ảnh hưởng tới những chuyện khác nha. Em cũng biết rồi đó, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều từ khi Phát lôi kéo được mẹ em, khiến cho mẹ em làm theo lời của hắn ta. Em biết điều đó mà. Em giải quyết được, anh đừng có lo quá ha. Buổi tiệc thế nào? Kinh khủng không? Dưới cái mức bình thường. Mà chẳng thấy ba cô con gái kia đâu. Chắc trốn nhà đi chơi rồi. Thì chắc vậy rồi. Còn ông cụ của tớ, ông có nhà không? Có. Nhưng mà ông không vào tiệc, cứ ở ngoài hành lang thôi. Tôi có đụng mặt ông ta một lần, gửi lời hỏi thăm bà đó. Ông cụ dễ thương,
mình rất là yêu quý ông cụ. Bị cái hơi tội nghiệp cậu, khổ thân lắm. À, ông trông như thế nào, khỏe không? Khỏe, đi xe lăn thân thoát. Bữa nào rủ ông mua xe lăn. Ai nhớ quá, muốn đi thăm ông cụ ghê à. Đi thăm đi, giờ ông ấy ở nhà với mấy người giúp việc không. Bà mà đến cho ông mừng lắm á. Em đừng có suối bậy, không phải chuyện của mình đâu. Không những thế em lại còn khuyến khích bà khùng này quậy tưng tưng lên đấy. Trời, nhiều chuyện thì sợ luôn á. Anh trai à, trong cuộc sống này mà không có những bà khùng như em thì hơi bị buồn đấy nhá. Vợ anh nói đúng rồi, chắc chắn là em sẽ đi thăm ông cụ và đi thăm ngay bây giờ. Tình yêu của tớ, tớ sẽ làm theo cậu. Ta đây, bà khùng đi đây, bà khùng đi đây. Đúng là khùng, cả hai người cùng khùng. Em đã thấy chưa, em cứ nhiều chuyện làm gì? Ai bảo cô ta muốn nghe? Anh đoán là em đang muốn đối mặt với đám con gái nhà bà Lan, có đúng không? Sao anh lại nghĩ thế? Thì ít ra em cũng đang muốn gặp một người, đó là Đỗ Quyên. Sao em lại phải gặp cô ta? Bởi vì cô ta là bồ của thằng Hà. Anh buồn cười thật đấy. Em không thích anh suốt ngày nhắc đến anh Hà như thế đâu nhá. Anh mới là người suốt ngày nghĩ đến anh đấy chứ không phải là em. Đừng có hành hạ em bởi cái tính hay ghen của anh. Đúng, em không nhắc tới, nhưng em vẫn nghĩ về nó, có phải vậy không? Em hãy thành thật thú nhận với anh đi. Giờ này mà còn phải lo lắng chuyện giữa em với anh Hà nữa à? Đã quá à. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác tuyệt vời như vậy. Rất là dễ chịu. Muốn được vậy nữa thì tụi mình phải đi xa hơn nữa. Xa thiệt xa luôn. Ý anh là sao? Ý anh là anh muốn tụi mình đi du lịch nước ngoài. Đi tới một cái nơi thiệt là đẹp, thiệt là lạ. Toàn người lạ xung quanh. Cảnh cũng lạ luôn. Để cho tụi mình dính chùm với nhau. Dính chùm gì? Nếu vậy thì đâu cần đi nước ngoài đâu. Sao lại không đi nước ngoài? Anh nghĩ tụi mình á phải có một chuyến du lịch xả hơi cho đã. Với lại anh vẫn đợi một tuần trăng mật mà đúng không? Anh nói nghe nè, nếu vậy thì mình đi rừng châu Phi đi. Chị thì em thích rừng. Mỗi lần mà nghĩ đến rừng á là em nghĩ đến hồi mình mới yêu nhau á. Cũng ở trong rừng còn gì nữa? Trong rừng muỗi không à, với lại có cọp nha em. Có cọp hả? Thì sao, có cọp thì bắt cọp. Sao anh cười vậy? Em nhìn kìa, hai đứa nó như con nít vậy. Thì tụi nó sinh ra để dành cho nhau mà. Cãi lộn tùm lum đó rồi lại cười ngay được. Em có gấp gì không? Nếu mà không gấp, mình ở đây chơi thêm vài ngày nữa. Về sớm chi? Nếu mà em được quyền quyết định á, thì em muốn ở đây đến hết đời luôn. Không muốn quay về nữa. Nhưng mà anh biết rồi đó, em phải về coi nhà trong năm ngoại trong thời gian mẹ đi vắng. Còn anh thì anh lại muốn ở đây với em, với con thêm chút xíu nữa. Lâu lâu mới có dịp mà về sớm uổng thấy mồ. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh dám ước mơ là lớn lên mình sẽ trở thành một người giàu có. Bởi vậy lúc mà anh sở hữu khối tài sản đó, anh không biết phải làm sao với nó luôn á. Anh cứ để mọi việc tự nhiên đi, đừng có lo lắng nhiều quá. Sau này tự khắc anh sẽ biết mình sẽ phải làm gì mà. Em biết ước mơ bây giờ của anh là gì không? Là cưới em đó. Nè, đừng có nghe vậy rồi thấy sướng nha. Anh cưới em về á để em làm usin cho anh đó. Để mà giúp anh quản lý khối tài sản đó, rồi quản lý điều hành công ty nữa. Đỗ Quyên nè, bây giờ với anh á, em là quan trọng nhất. Chỉ cần có được tình yêu của em thôi thì anh cảm thấy bản thân mình có được tất cả mọi thứ luôn á. Cảm giác như không cần bất kỳ một điều gì nữa. Khéo nịnh quá à. Mẹ sao vậy? Ngày hôm nay thật là dài, mẹ cảm thấy mệt mỏi lắm. Phía trước là một chặng đường rất dài,
Nếu mẹ không vui vẻ được thì sẽ rất khó đi đấy. Mẹ biết mà. Nhưng hình như chúng ta quyết định hơi nhanh phải không con? Mẹ yên tâm đi, cứ ra khỏi nhà là sẽ vui thôi. Phía trước có rất nhiều thứ hấp dẫn. Con tin là mẹ sẽ thư giãn được sau những chuyện đau đầu như thế. Mẹ cảm ơn con. Nhưng giá như ngày hôm nay có các con của mẹ thì mẹ cảm thấy vui hơn và bớt cô đơn hơn con à? Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa thể quen được với việc sẽ có thêm một thằng con trai luôn bên cạnh mẹ sao? Hay con vẫn chưa thể bù đắp được cho mẹ? Hay là mẹ nghĩ rằng con là một sự lựa chọn sai lầm của mẹ? Kìa con, sao con nói vậy? Thôi, mẹ xin lỗi nghe. Xét cho cùng thì trách nhiệm của mẹ với mấy người con gái đã hết rồi. Vì họ đều đã và sắp có chồng cả. Con gái là kẻ ngoại đạo mà mẹ. Và mẹ cũng đừng có để cho tụi con rể đó có cớ để tiếm quyền hay bắt mẹ phụ thuộc vào họ. Mẹ biết, mẹ hiểu hết đó. Nhưng mẹ không thể nào xa con gái và cháu ngoại của mẹ được. Mẹ không thể con à. Với mẹ, mẹ cũng đang suy nghĩ đây. Không biết là anh em nhà thằng Hải muốn sáp nhập vô nhà mình, có thể là chúng nó có âm mưu gì đó phải không con? Chính xác như vậy đấy. Nhưng mẹ yên tâm đi, con sẽ lưu ý chuyện đó. Ừ.